Xin chào tất cả các khách hàng của DK Environment Beauty và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream hỏi đáp cùng khách hàng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi vừa thực hiện xong một ca laser môi cho một khách hàng. Và trước khi trò chuyện với chị thì chúng ta hãy quan sát cái tình trạng môi cũ của chị trước khi hút nhé mọi người nhé. Như mọi người có thể thấy thì đây là một cái đôi môi đã từng phun rồi, nhưng tuy nhiên thì trải qua thời gian thì nó đã bị xỉn màu, và đặc biệt thì cái bề mặt môi, như chúng ta có thể thấy thì cái mực bết ở trên môi của chị ấy nó đã vô cùng bết rồi. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Vâng. Và cái đôi môi này không những thế mà còn bị loang mực nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu lý do vì sao lại bị như vậy mọi người nhé. Dạ em chào chị. Chị ơi thì không biết là môi của mình đã từng phun được bao nhiêu lâu rồi ạ? Phun khoảng hơn 3 năm. Hơn 3 năm ạ. Vâng, thì không biết là mình thấy cái đôi môi của mình từng phun 3 năm thì nó như thế nào hả chị? Nó bị không đúng khuôn này, màu nó lên không được đều. Vâng, và theo như em thấy thì ở cái viền môi nó đã bị thâm, nó đã bị lem nhem rất là nhiều rồi. Thì mình đã quyết định là qua DK để có thể nhích cái mực cũ này của mình đi, đúng không chị? Vâng, thì chị ơi cho em hỏi thăm là trong cái quá trình mà laser và tại DK thì chị thấy thế nào ạ? Mình cứ sợ đau thôi nhưng mà cũng không đau lắm. Và chị châm chích một chút xíu thôi đúng không chị? Vì em thấy là cái vùng da môi của mình nó khá là mỏng. Đó, với cái tình trạng mực cũ như thế này, với những cái gốc mực như những live stream trước thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã từng phân tích cho mọi người có thể hiểu được kỹ hơn ý. Đó là với những cái gốc mực phun xăm mà chúng ta xăm trải qua thời gian mà bị xỉn màu, thậm chí là đặc biệt là với môi mà bị thâm này, có thể là thâm trở lại. Ngoài ra thì nếu như mà cái kỹ thuật phun nó không được cao thì trải qua thời gian thì nó sẽ bị bết mực và bị loang lổ, và thậm chí là cái gốc mực cũ đó khi mà để lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như là với thẩm mỹ của chúng ta. Thì chị ơi thì không biết là với cái tình trạng môi như thế này rồi thì đã xử lý được khoảng tầm 85% mực rồi, thì chị chuyên gia cho hỏi thăm là với cái tình trạng môi như thế này chúng ta sẽ phải xử lý mấy lần? Với tình trạng môi của bạn Trang hiện tại thì bạn ấy chỉ cần hút xử lý thêm một lần nữa thôi là bạn ấy đã có thể làm mới được. Vâng, chỉ hai lần thôi mà là cái công nghệ Silicon Picomac này đã có thể xử lý được hết những cái mà gốc mực tồn tại, vẫn còn tồn đọng ở trên bề mặt môi rồi. Thì chị Trang ơi, không biết là sau khi mà laser xong cái mực cũ này đi thì chị đã có ý định làm môi mới tại DK chưa ạ? Mình sẽ làm luôn. Dạ, vâng. Thì chị Trang yên tâm nhá, thì nếu như mà chị theo dõi những cái clip hoặc là live stream thì DK có rất nhiều khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ phun môi tại DK từ rất là lâu rồi, thậm chí là hơn 3 năm. Nhưng mà sau khi mà quay trở lại đây ấy, thì cái tình trạng môi nó vẫn rất là mướt, và đặc biệt thì cái mực mà DK đang sử dụng là loại mực organic nhập khẩu từ Đức và có chứa chất chống xỉn và chống trổi nhá chị nhá. Nên chị hoàn toàn yên tâm, và chắc là mọi người cũng đang rất là chờ đón cái sản phẩm môi cuối cùng của chị Trang sau khi làm môi mới. Thì nếu như mà các chị em có những tình trạng như hiện tại này, giống như thế này, thì các chị em hãy nhanh tay gửi cái tình trạng của mình qua fanpage của DK. Và đặc biệt thì chúng tôi vừa mới gia hạn thêm cái chương trình môi, đó là chương trình lớn nhất mà sau đợt Covid vừa rồi, đây là chương trình vô cùng lớn, đó là giảm 40% cho dịch vụ phun môi phủ xương 3D. Thì các chị em hãy nhanh tay đăng ký đặt lịch ngay cho mình và cho người thân của mình để được giữ lại cái ưu đãi hấp dẫn này nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.